Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, dự báo nhu cầu dệt may thế giới năm nay sẽ giảm từ 6 đến 10%, từ 757 tỷ đô la Mỹ xuống còn 712 tỷ đô la Mỹ. Chào mừng bạn đến với ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ cung cấp cho bạn những trải nghiệm tin tức audio tuyệt vời nhất. Với những giọng đọc truyền cảm của các biên tập viên, ứng dụng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm nghe tin tức tuyệt vời nhất. Bạn yêu thích các thể loại tin khác nhau, không cần phải lo lắng. Chúng tôi cập nhật thường xuyên để bạn luôn nghe được những tin tức mới nhất. Không chỉ đón đầu các tin tức nóng hổi 24 giờ, ứng dụng luôn cập nhật những tin tức về thị trường tài chính bất động sản trong nước cũng như thế giới, cùng đầy đủ các danh mục khác nhau như thế giới, đời sống, văn hóa, sức khỏe, quân sự, thể thao, pháp luật. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ đang hoàn toàn miễn phí và có sẵn trên chợ ứng dụng Google Play. Đường dẫn tải ứng dụng trong phần mô tả video. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui. Hôm nay cho thấy những khó khăn về thiếu đơn hàng, giá bán giảm, tồn kho tăng của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ còn kéo dài đến hết quý 2. Bên cạnh đó, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục đối mặt nhiều thách thức về chi phí, đặc biệt là tăng trưởng xanh. Nếu giải quyết được sẽ tháo gỡ được phần nào những khó khăn hiện nay. Để mà đạt được cái mục tiêu phát triển bền vững ấy, không có đường nào khác, đó là chúng ta phải thích ứng được với cái phát triển bền vững và đề xanh hóa, và đặc biệt là phát triển trong cái điều kiện hoạt động của doanh nghiệp, tạo ra một cái kênh phân phối và cái kênh doanh nghiệp chúng ta phải đưa ra một cái lượng thông tin minh bạch hơn. Từ khi chúng tôi đạt được cái giấy chứng nhận về tiêu chuẩn sản xuất xanh như là Recycle Organic thì đơn hàng chúng tôi cũng gặp nhiều thuận lợi, như là cái thị trường khó tính như là Mỹ và châu Âu thì hiện tại là chúng tôi đã ký được hợp đồng và cũng đang tiến hành xuất khẩu. Cùng với xu hướng xanh hóa, thông qua các triển lãm quốc tế, ngành dệt may Việt Nam cũng đang tích cực đầu tư vào giải pháp công nghệ tự động hóa, sử dụng máy móc hiện đại, đáp ứng được đòi hỏi của các nhãn hàng về thời gian giao hàng, chất lượng sản phẩm và giá cả cạnh tranh hơn. Các doanh nghiệp kỳ vọng tình hình thị trường sẽ khả quan hơn từ quý 3 năm nay.